Alo, tôi nghe đây ạ. Vâng, anh Vũ ạ, em bên truyền hình thông tấn xã, em chuẩn bị ghi âm anh nhá. Anh sẵn sàng chưa ạ? Vâng, tôi nghe đây. Thưa ông, tình hình mới nhất về tàu Vinalize Queen hiện nay là như thế nào ạ? Tình hình mới nhất là lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12, tàu London Carriers khi hành trình đến vị trí cách vị trí tàu Vinalize Queen mất liên lạc 350 km về hướng Tây đã vớt được thuyền viên tên là Đậu Ngọc Hùng trên bè cứu sinh. Lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp qua điện thoại vệ tinh với thuyền viên Đậu Ngọc Hùng và đã cho thuyền viên Đậu Ngọc Hùng liên lạc với gia đình ở tại quê. Cả thuyền viên Đậu Ngọc Hùng đang trong tình trạng tốt. Thuyền viên Đậu Ngọc Hùng cho biết tàu lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 12 bị nghiêng mạn trái và chìm nhanh. Thuyền viên Đậu Ngọc Hùng đã thoát được qua ra mạn phải và lên được bè cứu sinh và trôi từ 7 giờ sáng ngày 25 tháng 12 cho đến nay, cho đến 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 hôm nay là được tàu London Carriers cứu lên tàu và hiện nay tàu London Carriers đang hành trình về Singapore. Dự kiến khoảng khi nào thì tàu London Carriers về đến Singapore và có cái tiếp xúc đầu tiên với thuyền viên còn sống sót ạ? Dự kiến tàu London Carriers hành trình đến Singapore trong khoảng 30 giờ đồng hồ tới. Vâng, vậy thì những nguyên nhân ban đầu là được xác định như thế nào ạ? Nguyên nhân ban đầu được thuyền viên Đồng Ngọc Hùng cho biết là tàu nghiêng mạn trái và lật nhanh. Vâng, sắp tới trước mắt thì các cơ quan chức năng và những các cơ quan liên quan sẽ triển khai giải quyết cái hậu quả này như thế nào ạ? Phương hướng ạ? Ngay lập tức chúng tôi đã điện hỏa tốc cho tất cả các lực lượng tìm kiếm cứu nạn khu vực, trong đó đặc biệt là Đài Loan, Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc, thông báo chính thức tàu Vinalize Queen của chúng ta đã bị chìm và đề nghị các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cử lực lượng phương tiện đến cứu nạn khẩn cấp. Vâng, theo nhận định của các ông thì khả năng những người sống sót là có khả năng còn nhiều không ạ? Nhất là những cái thông tin mà thuyền viên còn sống sót trên tàu Đậu Ngọc Hùng thông báo là hiện nay chúng ta có thể hy vọng gì thêm những người sống sót không ạ? Khả năng sống sót vẫn còn. Thế tuy nhiên thì hết sức mong manh, chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để mà tìm bất cứ một cơ hội nào có thể hỗ trợ giúp cứu giúp được thuyền viên có cơ hội sống sót trả tại cái vị trí tàu bị nạn. Vâng, thưa ông có thể đánh giá ban đầu về cái tai nạn này được không ạ? Đây là một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi mà tiếp cận thông tin thì chính phủ, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn Việt Nam đã làm hết sức mình, đã có một sự phối hợp rất là hoàn hảo với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong khu vực. Chúng ta đã nhận được sự trợ giúp đặc biệt quý giá của Nhật Bản và các nước bạn, và cho đến nay thì đã có những kết quả ban đầu. Dạ vâng, xin cảm ơn ông và mong ông tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với truyền hình thông tấn. Xin một lần nữa cảm ơn ông. Vâng, xin cảm ơn anh.